Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 46. Những đức thường chia sẻ Phật pháp như ngày nào cũng 4-5 buổi. Nhưng mấy anh em mà ở trong chùa có thể quay phim làm phim được, nhưng mà về cái việc mà thu âm, máy ổng lại không chuyên nghiệp quý vị. Uổng vô cùng. Những bài giảng này của những đức, có nghĩa là từ cái lúc ngày xưa những đức giảng ở lớp đệ tử quy, cầm micro âm thanh rất hay. Sau này thì có một cái dàn máy trong phòng nhân đức, thu âm vẫn còn có hay. Nhưng đến bây giờ thì cái máy thu âm này của nhân đức thì càng dở hơn. Có nghĩa là hầu cấp ở đệ tử quy thì nó hay, sau này nó giảm hay lại, bây giờ nó càng dở nữa. Mà cả nhân đức là người chia sẻ Phật pháp nghe lại thì nhân đức thấy rõ ràng âm thanh rất là dở. Nhưng quý chú thì làm phim, mấy chú không để ý. Những đức đã từng nói với mấy chú rằng âm thanh không hay, rất ủ. Trong khi lúc này là thời điểm mà cái tiếng những đức rất là hay, rất là rõ ràng. Từ khi những đức đi nấu ăn tới giờ quý vị, thì giống như những đức được quạt bát, làm việc cực lực luôn, như sáng chủ nhật xuống làm 2 tiếng mấy đồng hồ, làm từ xuống nhà bếp làm suốt luôn, làm cực lực luôn, làm đến nỗi mà sức mồ hôi hột luôn quý vị, thời tiết nóng. Nên như đức thấy rằng bản thân mình được quạt bát, nên hình như sức khỏe như đức càng tốt, âm thanh nói chuyện nó không có khạc khạc như mỗi lần, thì những đức thấy rất là mừng, vì mình nói chuyện được nhẹ nhàng cho Phật tử người ta được nghe những đoạn chia sẻ Phật pháp. Nhưng âm thanh thì nó rất là dở quý vị, âm thanh rất là dở. Âm thanh nói khi mà bật lên dưới nhà ăn chùa Hộ Pháp mà nghe không rõ, như mấy cái nhà ăn bên Đại Tùng Lâm với Đạo Tràng Ba thì nghe rõ, tại vì âm thanh ít vang. Thì quý vị biết rằng là trong khi mình ở đây phương tiện nó không có thiếu quý vị, mua bao nhiêu lần mà chưa bao giờ mua được một cái máy nào thu âm mà hay. Nhưng đức thấy có nhiều người ta làm chương trình rất đơn giản mà ta nói chuyện âm thanh rất là hay quý vị à. Nhưng trong khi những đức ngồi trong một cái phòng gì nè, đóng cửa kính lại luôn, mà thu âm vẫn không hay. Đó là cái điều rất thiếu sót, cực kỳ thiếu sót luôn. Nên những đức mong rằng nhiều Phật tử ở nước ngoài hay gì đó, thì nghe cái công đoạn này, quý vị chọn như những đức một cái máy thu âm rất nhỏ, rất gọn, mà đeo cổ như vậy mà thu âm rất hay. Quý vị nếu biết được, quý vị giúp giùm những đức. Đây là cái rất cần, rất quan trọng, để có một cái âm thanh rất hay, để cho nhiều người được nghe quý vị à. Nên những đức nói rằng là mấy chú trong chùa mình thì ông quay phim, ông làm phim, nhưng mà ông lại không để chú ý, tại còn trẻ quá quý vị. Thật sự những đức nói mấy ông cũng không trẻ gì mấy, nhưng mà thật sự thì có người mà chưa từng trải đời, chưa từng khổ với cuộc sống, cái góc độ của họ rất là kém quý vị à. Họ chỉ làm theo sự chỉ điểm của mình, chứ sự tỉ mỉ rồi nhìn nhận sâu sắc hiếm lắm. Nên bản thân của những đức là người khổ từ nhỏ, nên cái con người những đức nó rất là kỹ, nó rất là tỉ mỉ, nó rất nhìn nhận sâu sắc. Nên con cái của mình từ khi còn nhỏ có cái khổ, có cái cực cũng được lợi ích, được lợi ích.
Nên trong kinh Phật dạy rằng pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe âm. Âm thanh quý vị coi như ngày Chủ nhật đồ đi, giảng pháp ở dưới chánh điện đồ, âm thanh rất hay, nó lượn qua dàn máy quý vị. Âm thanh rất là hay. Giảng pháp đồ, đạo tràng đồ, thu âm lại rất là hay. Âm thanh vang 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 quý vị. Nhưng mà khi những đức ngồi mà giảng cõi Phật niệm đến cùng này, cái đồ thu âm nhỏ này, trong khi tiếng như đức nó rất là lớn quý vị. Mà thu âm nhất là cái máy thu âm này nè, dở, rất dở, nghe không hay, nghe không có lực. Khi những đứa cũng giảng thiệt là lớn lên để cho nghe nó có lực thu nhiếp, nhưng mà giảng nghe không hay. Này rất là ổn quý vị à, thật sự rất là ổn. Trong khi hai bài giảng của chúng ta, một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, số lượng người coi rất là đông, một ngày có khi cả chục ngàn, hơn một chục ngàn người coi. Nói mà cái trang của mình thôi, còn nhiều trang khác chia sẻ chưa tính, rất nhiều. Vậy mà âm thanh nó bị dở, rất là ổn. Mãi mãi để lại vì sao? Bao nhiêu con người được lợi ích khi người ta đi vòng vo tam quốc, tìm kiếm cái này cái kia, thì người ta lại gặp được bài giảng như đức, một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Hai cái bài giảng này rất quan trọng để hình thành cho chúng ta một cái pháp tu, để nương tựa tu tập được lợi ích rất là lớn. Một câu ai Phật niệm đến cùng có nghĩa là hai bài giảng này những đức phát tâm giảng cả đời mình. Như lần này hình như lần thứ 6 gì rồi, coi Phật niệm đến cùng rồi. Còn quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc là lần thứ 5 rồi quý vị. Có nghĩa là thời gian giảng rất là lâu rồi, mà những đức giảng kiến giảng duy trì như vậy. Nên những đức mới chia sẻ với các anh em trong chùa, những đức khuyên mấy ông nên chọn một cái đề giảng kiến giảng giảng hoài. Đây là gầy dựng cái uy tín, gầy dựng cái gốc. Còn nếu như mình phát triển cái ngọn rộng quá mà gốc không có thì sau này mình ngã đó. Nên những đức thường khuyên các anh em trong chùa phải hết sức cẩn thận. Khi mấy anh em mà có tiếng tăm một chút, giỏi được một chút, hết sức là cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Bản thân của mình, người ta gầy dựng cái gốc cho mình mà có khi mình không hiểu. Chỉ cần những Phật tử người ta quý trọng mình, người ta không hiểu, người ta chỉ cần nói một câu hai câu, ô thầy ở đó, bây giờ con nói thầy, thầy chỉ cần mà ra khỏi vị trí đó thôi, rồi con giúp cho thầy có đậu vàng, rồi thầy có giảng pháp, thầy phát triển lên, có khi thầy còn hơn cái người đó nữa. Mình nghe như vậy, bản thân của mình nghĩ bản thân mình có bản lãnh mà, được người ta hộ trì mà, bản thân mình rớt hồi nào không hay, chứ không phải đơn giản đâu. Nên những đức thường nói với những anh em trong chùa rằng mấy anh em tiện lợi vô cùng ở trong ngôi Tam Bảo như vậy là do trên có hòa thượng kế những đức lo hết trơn mọi mặt. Mấy anh em không dính vô cái chuyện đối nội đối ngoại nên mấy anh em mới làm được như vậy. Nếu dính vô cái chuyện đối nội đối ngoại, mấy anh em làm được không? Không dễ đâu đó. Nó những đức có một ông huynh đệ, ông bước ra ngoài cũng được người ta đưa một ngôi chùa. Cuối cùng ngôi chùa của ông là chỉ cha mẹ và em, không ai có cái việc đến bao nhiêu người chứ. Ông cuối cùng đi long nhong ngoài đường, dòng chỗ này dòng chỗ kia, thì thấy rõ ràng không? Nên mấy anh em ở trong chùa hết sức cẩn thận. Khi tiến tâm một chút mà gốc chưa chắc, mấy anh em rất dễ bị khuyến dụ, rồi cuối cùng mấy anh em thất bại. Phải gây dựng cái tâm tu, được coi Tam Bảo hộ trì, dù cỡ nào thì cũng là Tam Bảo hộ trì, chứ không phải cá nhân. Cá nhân thì khó nói lắm, lúc thương lúc ghét. Người ta có quyền thương mình, người ta có quyền ghét mình, nên mình phải có một trụ xứ để nương tựa, để tu tập. Sự hộ trì, lúc người ta khá giả thì hộ trì, lúc người ta kẹt làm sao người ta hộ trì. Mà người ta gần gũi với mình gần gũi với người ta, giết rồi bản thân của mình bị giảm trọng lượng xuống. Nên những anh em ở trong chùa, những đức cho chia sẻ Phật pháp, mấy anh em có được cái cơ hội. Cơ hội là mấy anh em không dính cái gì hết trơn, mấy anh em nói buông xả thoải mái luôn, nói giống như mấy anh em sạch sẽ, không có một cái gì bợn dính vô luôn. Còn bản thân những đức có khi còn bị chữ the tua gì sao, những đức lo cho 2.000 con người, xây chùa làm đủ chuyện hết. Đó là cái mà bản thân người ta phải gánh nặng cho mình. Bản thân mình có cơ hội được hộ trì, được bình yên, chỗ này phải cực kỳ bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ. Trên là hòa thượng xây chùa cũng khó khăn vô cùng, đối nội đối ngoại đâu đơn giản. Đó là cái mà mỗi một con người mình phải có góc độ. Nếu thiếu đi góc độ, bản thân mình rất dễ thất bại. Tuổi trẻ rất dễ bồng bột, tuổi trẻ rất dễ bồng bột. Hồi xưa, cái này hơn 10 năm về trước, một ngôi chùa như Đức ở đưa một số lượng con người rất đông đi đến một cái ngôi chùa. Có những anh em vừa nghe nói ô mình xuống đó, nhưng Đức nói phan mấy anh em đừng dội dàng,
đừng dò dạ. Để chuyến này những đức đi, những đức coi thử làm sao. Xuống đó những đức vừa đến đó, những đức thấy một vị chủ trì với một vị thầy, hai người này kết hợp với nhau. Khi giảng pháp xong thì mỗi người ngồi một cái góc để Phật tử đến cúng dường. Nhưng Phật tử đến cúng dường cho vị giảng pháp thì nhiều hơn, còn vị chủ trì thì ít hơn. Nhưng đức nói chỗ này không tồn tại. Vì sao? Chỉ cần nhìn qua là biết chỗ này không tồn tại rồi. Chỗ này tồn tại chỉ có một người nhận cúng dường thôi thì tồn tại. Nhưng nếu hai người thì không tồn tại. Nhất là mình đi đến săn người khác, bản thân mình đừng nên đụng vào vật chất thì mình mới tồn tại lâu. Mình đi đến săn người mà người mình cũng muốn, mà vật chất cũng muốn, thì mình rất chắc chắn 100%. Chúng ta lấy được nhân tâm con người thì chúng ta đừng nên lấy vật chất. Nếu lấy vật chất mà lấy được nhân tâm thì quý vị sẽ bị rớt sớm, chắc chắn luôn. Những đức vừa nhìn qua, những đức nói chỗ này không tồn tại. Hai người này khó thể nào kết hợp được lâu dài. Rõ ràng chỉ có 2-3 lần khóa tu là hai bên không còn tổ chức nữa. Thấy rõ ràng chưa? Nên con người chúng ta không khéo giỏi giang là điều thất bại nhất. Nên những đức tuy ít học, nhưng sự chọn lựa của những đức rất kiên nhẫn. Đã làm những gì là kiên nhẫn. Nên những đức mong rằng những anh em ở trong chùa, những đức hướng dẫn các anh em và hàng Phật tử, cái góc độ chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Để chọn lựa mục tiêu trên có hòa thượng, có đức, có duyên, để cho chúng ta được nương náu bình yên. Kế những đức lo cho chúng vô cùng đầy đủ, cho khả năng mấy anh em có khả năng phát huy. Người thì có khả năng quản chúng, người có khả năng có chùa, người có khả năng chia sẻ Phật pháp. Nhưng các anh em đừng dõi dàng nói những điều mà mấy anh em như là người quá buông xả. Đó là mấy anh em đang bước lên người ta mà đi thì buông xả cái gì? Bản thân của mình được sự hộ trì quá tiện lợi. Chúng ta nên nói đơn giản nhất, đừng nên ra vẻ dạy người. Vì mình chưa thể nào dạy người. Vì sao? Vì bản thân mình chưa làm được những việc đối duyên, đối cảnh, đối nội, đối ngoại, đụng những sự việc giải quyết vấn đề, thì làm sao nói là buông xả? Vì mình chưa có gì thì không nói được buông xả. Chúng ta chỉ đem pháp môn tịnh độ giới thiệu thôi. Mình là người đơn giản nhất, đem tịnh độ giới thiệu thôi, đừng nên nói cao xa. Có người thường bị cái bệnh là nghe cao xa thì vô cùng ngưỡng mộ. Ô, ông này không dính tiền, ông này không dính gì hết trơn, vì họ có làm gì đâu dính. Quý vị coi, một con người thì gánh vác xây chùa chiền, một con người thì nuôi mấy ngàn con người. Quý vị coi, họ đều lo giải quyết vấn đề hết rồi. Đói duyên, đói cảnh, đói nội, đói ngoại, đói tùm lum thứ. Thì chỉ cần động vô nói cái gì về tiền thì người ta đánh giá, người ta phải chịu đắm ăn soi. Còn bản thân mình thì được hộ trì lo lắng, bản thân mình tha hồ nói buông xả. Người ta thì không biết, người ta lại tưởng mình là phi phàm. Đây là cái chết của mình. Nên mình phải nhận thức để mình hạ xuống. Đơn giản mình gì? Để gây dựng cái gốc cho thực là chắc chắn. Để một ngày nào đủ nhân duyên thì đây mới là sự thành công. Bài chia sẻ Phật pháp này rất là quan trọng. Mỗi một anh em trong chùa phải có góc độ cực kỳ sâu sắc. Và Phật tử cũng vậy. Vì phải nhớ rằng sự tu hành của chúng ta là phải gặp những sự thuận nghịch để hiểu được chính bản thân mình. Như cái câu chuyện nghịch duyên, quý vị thấy chưa? Người ta trong nghịch cảnh nghịch duyên mà người ta tu, người ta thành tựu cực kỳ lớn như vậy. Còn bản thân mình chỉ cần đụng nghịch cảnh một chút là mình kêu la rồi. Đụng một chút thôi là bản thân mình đã sanh ra cái tâm ích kỷ nhỏ mọn rồi. Chỉ cần ai động mình chút xíu là mình đã tự ái rồi. Cái ngã mình to quá, cái mặt mình quá trời bự luôn, làm sao mình tu đạo giải thoát được. Ví dụ như mình đi đến chùa mình học tập, người ta chỉ cần nói động tới tên mình cái là mình đã tự ái rồi, đã tự ái rồi, đã thua rồi. Nên những đức từng kể câu chuyện vị cư sĩ này hiểu biết nhiều, rất kiêu ngạo. Ông còn đặc biệt là ông biết được ông kiêu ngạo ngã mạn, nên ông đến đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm, xin Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm giúp cho ông tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Thì Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm, ngài nói được, ông cứ ở đi. Một ngày nọ trước bao nhiêu con người, Hòa Thượng Quảng Khâm chỉ tên tuổi ông luôn. Nhưng đức nói chuyện ít bao giờ nói tới tên tuổi. Hòa Thượng Quảng Khâm ngài chỉ tên tuổi, ngài la ông trước mọi người. Ngày mai ông xách giỏ ông đi.
Hòa thượng Quảng Khâm hỏi: bộ ông tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn được rồi sao? Ông nói rằng: hòa thượng La Quang ức con. Hòa thượng Quảng Khâm nghe nói rằng: ông đến đây ông cầu tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn, mà ông biết kiêu ngạo ngã mạn là từ cái gì không? Cái mặt to quá. Bây giờ tôi bớt cái mặt ông nhỏ lại giùm cho ông, tôi lại bị người ta nhìn thấy rằng, người ta nói ông này tu mà ông hung dữ bạo ngược, còn ông thì được lợi ích là bị hạ cái tâm kiêu ngạo đó, là tôi giúp ông, tôi không nghĩ cho tôi nói ông tôi được lợi ích gì cho tôi, mà ông còn buồn trách để xách giỏ ra đi. Ông quỳ xuống đảnh lễ: đại lão là thượng Quảng Khâm, xin ở lại. Mình tu học là gì? Hạ cái tâm kiêu ngạo xuống. Người mà có tâm đi tham học mà kiêu ngạo ngã mạn thì làm sao học tập được? Chúng ta thường muốn thành công là nhảy một cái là lên tới trên mây, không được đâu. Leo thang cũng vậy, không thể nào đứng ở dưới mà nhảy một phát lên tới chót thang đâu quý vị à. Không thể nào leo núi mà đứng dưới chân núi mà nhảy một cái lên chót núi, không có đâu. Chúng ta đều phải từ tốn. Nên sự thành công của con người đều phải có thời gian quý vị à. Phải được bồi dưỡng. Một cái cây non nớt không thể nào đứng giữa giông bão được đâu quý vị. Nên chúng ta phải có thời gian để hình thành cái gốc cho chắc, thân cây cho khỏe, để bão tố cuồng phong chúng ta có thể chống đỡ nổi. Con đường tu hành này từ đây về thế giới cực lạc cũng không đơn giản. Nên đại lão là Thượng Tịnh Không được bà Hàng Quán Trưởng hộ trì. Ngài nói rằng sự thành tựu của Ngài bà Hàng Quán Trưởng hơn phân nữa. Không có Ngài Hàng Quán Trưởng thì không có Tịnh Không ngày hôm nay. Nên nhiều anh em ở trong chùa được sự hộ trì này quá đặc biệt. Cái làm của người trên mình nhìn thấy rõ ràng, đơn giản, bình dị, gần gũi, điên điên cùng khùng, đơn giản vô cùng. Bản thân mình muốn làm giống họ mình phải có thời gian. Đừng nói là đơn giản, hiểu không? Đừng nói là cao xa làm chi. Người ta đi đến cao xa mà người ta lại thị hiện đơn giản. Nào mà như đứng đội cái nón, đeo cái hồ lô, làm cái chuyện rất là đơn giản bình dị. Nhưng quý vị biết rằng bao nhiêu con người biết những đức mà những đức làm như vậy đó để chi? Để bản thân của mình hạ cái ngã xuống. Có những lúc những đức lên rất là cao, nhưng có những lúc những đức làm rất là thấp. Có nhiều người nói: thầy ơi, bây giờ nhiều người biết thầy lắm, chứ đâu phải như là không ai biết thầy đâu, mà thầy làm những cái chuyện giống như là để cho người ta biết đến thầy với thầy. Ngộ ý. Những đức nói: chuyện tôi làm tự tôi biết. Nếu như những đức mà hước lên hoài, vì hước lên đầu, những đức sẽ dội vàng, sớp mà gớt xuống. Nên những đức lên được cao, những đức đi xuống thấp, những đức làm đơn giản bình dị nhất. Làm cái chuyện như trẻ em, trẻ con, rồi tiếp tục những đức tiến lên cao, rồi xong những đức đi xuống lại nữa. Vì thì cuộc đời những đức cứ tiến lùi, buộc mở, trong Phật Pháp những đức quân bình tâm. Còn nếu như quý vị chưa gì hết, quý vị muốn tăng tốc lên, vì thì quý vị dội vàng gớt xuống luôn. Vì vì chưa được sự trải nghiệm trong cái cuộc sống này, nên phải nhớ kỹ. Đó, nên lay quay quý vị coi lễ như tuần tới này, thứ bảy chủ nhật cộng tù, thứ hai cũng được nghỉ lễ luôn, thứ ba thứ tư là 30 tháng 4, 1 tháng 5, 30 tháng 4 bên đạo tràng 3, 1 tháng 5 bên hộ pháp. Quý vị thấy chương trình liên tục luôn, làm lợi ích cho mọi người, đều làm lợi ích cho mọi người như vậy. Quý vị coi niệm niệm nghĩ gì người lợi ích cho mọi người, rồi lay quay tới Phật đản nữa, chương trình liên tục. Phật đản tổ chức xong rồi thì ngày chủ nhật của cái từng Phật đản là ngày đó, là ngày mà những đức có lịch là sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay chúng ta lại tổ chức cái ngày đó tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Nên quý vị biết rằng là Phật Pháp rất là gần gũi xác thực. Nếu như những đức mỗi ngày đi bộ ngoài đường cho quý vị nhìn thấy phi thường mà không làm được, thì làm sao lợi ích cho chúng sanh? Tự lợi mà không lợi ta. Nên những đức mỗi ngày làm chuyện đơn giản như vậy, bao nhiêu con người, bao nhiêu mảnh đời, người ta được nương tựa, được mình lo lắng. Đây là chỗ xác thực lợi ích cho mọi người. Nên những đức nói rằng là chúng ta học Phật phải nghĩ cái chuyện lợi ích cho chúng sanh. Nơi nào phục vụ chúng sanh nhiệt tình bằng cả tấm lòng, nơi đó chúng ta có cơ hội gặp, chúng ta đồng hành để mà cùng chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh. Nên có một
ông huynh đệ. Ông đi tìm nơi để ông hoằng đạo, ông tìm nơi để ông phát triển chính ông. Trong bụng những đức nói rằng một câu: nếu như đặt những đức vào ông, bản thân những đức sẽ tìm cái nơi gì là gặp rồi đó. Vì nuôi bao nhiêu người già, khuyên bao nhiêu người niệm Phật, người ta về một lần lễ mấy chục ngàn người. Nếu ở trong đây mà phục vụ chúng sanh thì quá đặc biệt. Con người thường bị cái bệnh là ta phải làm, là ta phải làm, ta chưa đủ duyên sao làm. Nên ta chưa đủ duyên nên ta nhập vào duyên phước của người khác để ta làm. Làm cho khi một ngày nào ta đủ duyên thì gọi là tùy duyên tiêu nghiệp chiếu mà khoan duyên chút tay ương. Người khoan duyên là thường đi vòng vo tam quắc, đi đầu này đi đầu nọ, cuối cùng làm kẻ cùng tử. Đến khi tuổi già không có phước duyên, chết đầu đường xó chợ. Ghê lắm. Chỗ này phải có góc độ cực kỳ sâu sắc đó. Như bản thân những đứa gặp Phật Pháp, gặp tịnh độ, tu mười mấy năm nay. Nếu như mười mấy năm nay những đứa đi vòng vo tam quắc đi tìm, những đứa có được gì đâu. Người ta hiện tại bây giờ còn đang đi học, bản thân những đức thì đã làm việc cho mọi người rồi. Những đức bước vào, những đức có cơ hội liền, nắm bắt cơ hội liền. Từ một người đơn giản ở trong chùa phục vụ chúng sanh mà làm được việc lợi ích cho mọi người. Đây là cái cực kỳ quan trọng mà mình phải nhìn nhận. Có những việc không cần ta phải đứng ra làm đâu. Ta chỉ cần làm chung với người thì sự thành công của người là thành công của ta. Nên Ấn Tổ ngày nói thành tựu cho người là việc tốt, vì mình chưa có duyên làm việc đó nên mình thành tựu cho người. Đừng bao giờ cho rằng bản thân ta phải làm, cái gương mặt ta phải làm, cái tướng ta phải làm, cái tên ta phải làm. Ta phải làm. Thua rồi. Thua. Nên dẹp đi cái ta đó của ta đi. Hạ cái ngã xuống. Hạ cái tâm kiêu ngạo xuống. Tu hành là gì? Hạ cái tâm kiêu ngạo xuống thì tự tánh hiển lộ. Không hạ cái tâm kiêu ngạo xuống thì trở ngại liền. Cái tâm của chúng ta cho mình làm được chuyện, cho mình thông minh, cho mình học giỏi, cho mình có tiếng tâm chút, cuối cùng sanh tâm kiêu ngạo ngã mạn. Cuộc đời chúng ta có cái gì đâu mà kiêu ngạo ngã mạn? Quý vị coi, có cái gì đâu kiêu ngạo ngã mạn? Chúng ta vẫn còn là chúng sanh trong lục đạo, vẫn là kẻ phàm phu như vậy. Có gì đâu mà kiêu ngạo ngã mạn quý vị? Có gì đâu mà kiêu ngạo ngã mạn? Nói bây giờ 30.000 cái đèn bông sen. Lúc trước á, Lý Di Đà cũng vậy. Có nhiều người cúng pin. Quý vị cần cúng pin thì cúng đi. 30.000 cái đèn bông sen là 60.000 cúng pin. Pin tiểu nhỏ nhỏ đó. Lúc trước có nhiều vị muốn cúng pin đó quý vị. Quý vị tự mua pin đem ra đây để những đức để vào cái đèn bông sen. Để ngay ngày lễ Phật đản bật đèn bông sen lên, mọi người cầm cái đèn bông sen đưa lên như vậy. Đèn bông sen này hoàn toàn tặng quý vị luôn đó. Những đức còn đặt 30.000 cái khăn nữa kìa. Đó. Nên á, pin đó quý vị cúng dường được, quý vị mua đem lại đây đưa những đức. Những đức cho để vô cái đèn bông sen. Chúng ta gieo cái nhân này giống như gieo cái nhân trí tuệ. Ngay ngày Đức Phật đản sinh, chúng ta mỗi người cầm cái đèn bông sen tượng trưng cho bông sen là sự không nhiễm. Đức Phật đi đến cõi đời này sống trong ngũ dục lục trần mà Đức Phật không bị ô nhiễm. Nên ngay ngày lễ Phật đản năm nay tổ chức, chúng ta tặng cho mỗi người một cái đèn bông sen. Cầm đèn bông sen đưa lên như vậy để cung kính cảm ơn Đức Phật đã đến với cuộc đời, đem cái giáo pháp lợi ích cho quần sanh. Nhắc nhở chính mình ở trong ngũ dục lục trần này nên học giống Phật. Bao nhiêu sự cám dỗ mà ta giữ ra khỏi sự cám dỗ đó để hướng về Tây Phương Cực Lạc, nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, chỉ mình niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, chân thật biết nghe lời. Nên mỗi một con người mình học Phật Pháp, quý vị biết rằng cái lý luận trong Phật Pháp rất là hay, mà mục tiêu là lý luận giải thoát chứ không phải là lý luận tiền bạc quý vị à. Điều là nghĩ lợi ích cho mọi người, làm lợi ích cho mọi người. Nên mong rằng những đoạn chia sẻ Phật Pháp này, mỗi một con người chúng ta đều được lợi ích. Sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Đừng nên giỏi vàng. Chúng ta thành công lúc nào nó sẽ đến thành công với chúng ta lúc đó. Có giỏi vàng cũng bằng không, dục tốc thì bất đạt, khoan duyên thì thất bại chắc chắn. Nên phải hạ cái tâm kiêu ngạo xuống, hạ cái mặt to lớn xuống. Ai chỉ cần nói động đến mình phải bình tĩnh ngồi suy nghĩ. Đừng bao giờ dễ dõi dàng, sanh tâm buồn phiền, đó là thất bại. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị
tính nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không tối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.